Dạ, kênh Bô Xe Lục Tỉnh Miền Tây xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý chú ha. Hôm nay con tiếp tục ghé lại vườn của chú Hùng, quý cô chú. Bonsai Hùng Hằng ha, có địa chỉ tại xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long quý cô chú ơi. Hôm nay chú lại về một cái lô cây mới nữa để giao lưu cùng tất cả quý cô chú gần xa. Rất mong được sự yêu mến ủng hộ của tất cả quý cô chú luôn. Hôm nay thì mặt hàng mình cũng đa dạng luôn, có trang các loại ha, trang các màu. Rồi khế gần, đặc biệt hôm nay có mấy cây khế gần già rất là đẹp luôn. Thì con mời quý chú gặp lại chú Hùng ha. Dạ rồi, con chào chú Hùng. Chú Hùng chào Khánh. Hùng xin chào anh em đang xem kênh Lục Tỉnh Miền Tây. Hôm nay Hùng cũng tiếp tục lên một số cây để phục vụ cho anh em như thường lệ ha. Cái gân, bông trang, mai chiếu thủy. Cũng có cây nguyệt quế, tàn, một cây thần kỳ. Dạ. Để giao lưu cho anh em trên khắp 30 đất nước. Số điện thoại của Hùng là 0934911854, địa chỉ là Bình Tân, Vĩnh Long. Dạ. Cũng cảm ơn anh chị em vừa qua cũng đã ủng hộ ha. Thôi bây giờ mình không làm mất thời gian, mình vô mã số 1 là cây mai chiếu thủy nu đột biến nha anh chị em. Tụi nè, nó lên rồi nè, quá cỡ luôn. Quá cỡ luôn hả chú ạ? Cái này cây bay cứng ngắt luôn chú ha. Cứng ngắt luôn cây bay. Rồi đây mình đo cái chiều bay. Đấy, từ cái đỉnh tới cái bài này là 30. Dạ. Dùng luôn được không chú, đo trên lại chú ơi. Không, đo trên này đi ha. Dạ, đo trên này đi. Vậy nhìn cũng hình dung. Đo trên này đi. 19 đi. 19 nè. Dưới nếu mà đo dưới thì to hơn. Đo ở dưới thì to nhưng mà nó bị mình chồng nó sâu rồi mình không có moi nó được nè. Dạ. Rồi mã số 1 mà Hùng xin báo giá là 500 ngàn nha quý anh chị em. 500 thôi chú ơi. Chơi rồi, cái thân 500, này quá chừng luôn luôn. Nó cứng ngắc nâu luôn. Dạ. Rồi, đổi giúp con luôn. Rồi, tiếp theo là mã số 2, cũng là mai chiếu thủy một cốt nha. Số 2. Dạ. Cũng là nu nâu luôn, đột biến luôn. Đột biến luôn chú ha. Nè, nó lên nè. Cây này thì nó nhỏ hơn cái cây nãy. Nhỏ hơn. Hùng xin đo chiều cao. Chiều cao luôn. Là 39 rồi quý bà con ơi. Dạ, cây này có thể chơi tàn đa. Tàn đa, cắt lùng lại. Bây giờ mình cắt vậy để cho anh em ta về, ta muốn chơi sao ta chơi. Cái này cũng 19 luôn nha anh chị em. Dạ. Tàn đa chơi một cốt đẹp lắm. Rồi, một cốt. Rồi, mã số 2 Hùng xin báo giá cho quý anh chị em là 400 ngàn nha. Mình bao xếp cho mấy anh chị em tới nhà. Dạ, 400. Rồi. Có mấy hôm nay có khế gần nhiều, rồi. Khế gần đẹp. Tiếp theo là mã số 3. Đặc sản Bình Tân chú ha. Rồi, đặc sản của Bình Tân, Vĩnh Long. Ngoài khoai lang nữa đúng không chú? Bình Tân trồng khoai lang nhiều đúng không? Cây khế này clip khế rồi gần. Mình giao lưu không thành công, bây giờ mình giao lưu lại nghe anh chị em. Trả giá mình bán không được là tại vì lý do không mình lỗ tiền phí xếp mình không có bán. Dạ rồi. Mình cũng đo cái tán dài của nó đi. Tán dài của nó là 70. Chiều cao. Chiều cao là 39. Dạ. Cái hoành. Hoành là 34. Hoành 34. Dạ, rồi. Cây này mình cũng giao lưu lại cho quý anh chị em là 1.400.000. 1.400.000, dáng hai thân đuổi chú ha. Cành bay đuổi đẹp. Cành bay. Cây này già cây lắm nha anh chị em. Rồi đổi cây. Rồi. Tiếp theo là mã số 5. Đuổi rồi có lùa nữa. Ê mã số 4 chứ. Số 4. Gió lùa. Cây này là nó phong. Gió lùa. Dạ. Siêu phong. Phong. Lùa dữ dội luôn chú ha. Rồi mình xin đo chiều cao cho chú anh chị em tham khảo ha. Rồi chiều cao là 30 đi. 03 bảo tố rồi. Lùa. Cái tán là 50 quý anh chị em ơi. Hoành cây này cũng nó cũng khiêm tốn thôi nhưng mà được cái tàn nó đặt đây. Rồi, nó nằm dáng nằm cho nên dán nằm. Khó đo chú. Đo, khó đo. Ở trên luôn đi chú ơi. Đo đại trên đi. Đại trên này đi. Dạ. Đo cho nó nhỏ cho bà con thấy cũng được ha. Đo trên cần thúc này đi, dưới bự lắm. Này là 21 đây, nghe chị em. Rồi chỗ này thì nó to hơn, cái này chỗ này có thể 25 26. Dạ rồi. Rồi mã số 3 Hùng xin báo giá cho quý anh chị em là 1 triệu đồng. Mã số 4. 1 triệu thôi chú ha. Mã số 4. Cái vàng tay nè. Mã số 4 rất là đã nè.
Xin phép mã số 4 nha quý chị em. Rồi dáng siêu gió lùa. Rồi. 1 triệu chú ha. Rồi 1 triệu. Rồi tiếp tục luôn. Lấy cái miếng gạch để lên, lấy miếng gạch để lên đi. Nó đắt. Miếng gạch đi, gạch về chỗ cây quế. Khoan. Lấy miếng gạch để lên. Rồi hết lắc. Rồi tiếp tục. Rồi tiếp theo là mã số 5 nha quý chị em. Cây đầy khế này gì? Số 5. Một cây khế gân. Dáng trực siêu nữa của chú ơi. Trực siêu siêu ha. Đang cho trái nè, khế gân thì nó mới ra rổ trái. Cây đang cho trái ha. Trái lòng thòng ô hổm, còn cây khế trái lòng thòng vậy là có khách ta thích người ta chốt rồi, cây này trái cũng nhiều nè. Dạ. Bởi đặc biệt bồ đế cây này giữ ha. Cây này con thấy cũng liền lạc ha, đôi bộ tay cành này cũng khá lâu rồi chú ha. Lâu lắm rồi. Rồi mình xin đo cái thông số chiều cao cho quý anh chị em tham khảo ha. Rồi chiều cao là 80 anh chị em ơi. Cao 80. Cái tán dài. Cái tán dài là 70. Dạ, tán dài 70. Cái tán ngang là 60. Rồi. Hoành thân tại vị trí này là 38 nha anh chị em. Dạ 38. Cái đế này đè, cái đế này đặt. Còn thấy cũng khá liền lạc. Cái đế này là 100 anh chị em ơi. Dạ, vị trí này là 100. Dạ. Cây sạch sẽ liền lạc. Mã số 5 Hùng xin báo giá cho quý anh chị em là 2.900.000 nha. 2.900.000. Dễ chơi quá. Cây đã gì? Bao gồm phí ship luôn chú ha. Bao gồm phí ship toàn quốc luôn. Dạ. Dạ, cây này đi ship cũng cao lắm chú ơi, cây tới 1 mét. Đà, tàn mình hết trơn. Tiếp theo. Rồi. Mã số 6. Mã số 6 thì quý anh chị em. Dạ, mấy cái trang sát lại vô. Mã số 6 cây khế này vừa rồi cũng có khách trả giá cũng không xong rồi quý anh chị em. Cái này cái bây giờ là mình về mình cứ để mình chơi cây đổ á. Cái cành này cho đổ. Đổ mà đổ quái nữa chú ha. Dạ, nó lắc chỗ này nó đẹp cái giọng nè. Đổ mà không đi co thẳng mà đi co nó nghịch đó chú. Đổ rất là độc đáo. Thân này sao nó nằm. Nó dương ra vậy nè. Đế nó cũng đều. Rồi bây giờ mình xin đo từ gốc cho tới cành đổ cho quý anh chị em tham khảo ha. Rồi là 90 đi. Dạ 90. Rồi cái tán ngang. Cái tán ngang là 50. Dạ. Cái hoành thân chỗ này là 28 quý anh chị em ơi. Dạ rồi 28. 28. Tổng cái đế, đế của nó là được 85. Dạ. Khế gân nu chú rồi, ha. Rồi cây này mình cũng giao lưu lại là cái giá cũng 2.200.000 nghe quý anh chị em. 2.200.000 thôi. Dạ. À dường như con thấy chú có lượt bớt số hay gì ha. Hay là mình lượt nhánh mình dạ. Chỉnh sửa cái cành nó đuổi theo cho nó đổ xuống luôn. Dạ. Dáng cũng khá độc đáo ha chú. Rồi đổi cây đi. 2.200.000. Bao gồm phí ship cho mình luôn. Rồi. Cây này ship đi cũng căng. Căng lắm, cây này đóng khung cũng gần cả triệu á. Rất là to. Rồi lên luôn đi. Dài. Rồi tiếp tục. Tiếp tục là mã số 7 nha quý chị em. Số 7. Mình có một cây khế gân già nữa. Cây này là nói chung là nuôi cũng lâu rồi, tay cho tay cành nó cũng lâu nghe anh chị em, nhưng mà mình mới đem vô mình chỉnh sửa lại. Cũng báo cho anh chị em là cái chỗ này hồi đó là mình bứng về đó, cái nó táp nắng, nhưng mà bây giờ là nó kéo hết trơn nghe anh chị em, kéo hết rồi nha, không có hư hao gì hết ha, kéo hết rồi nè. Dạ. Không có hư hao rồi chứ. Táp đây, nắng đây, rồi. Đây nữa nó kéo liền qua luôn à. Nó bo lại. Bo lại hết. Khi gần là nó dễ lắm, không có sợ. Rồi, cây khế gân. Cái bộ tai ghim của nó khá to nha. Mấy cái tai này. Vàng xương ngoài thì mới làm lại. Chiều cao là 100 anh chị ơi. Cao 1 mét.
cái tán của nó là 90. Vị trí trên này đi, vị trí này đi là 39. 39 dậm đế, đế đặt, đế đặt là 89 nè anh em. Rồi, đế là 89. Cái này là mình đo cái đế đặt luôn đó, nó nguyên cũ đó. Cái tay cầm này số 1 này để mình đo thử coi. Đo thử cái tay cầm số 1. Tay cầm số 1 là 17 anh chị em ơi. Dạ rồi, 17 chú ơi. Rồi. Cái gân mã số 7 này mình xin báo giá cho quý anh chị em là 5 triệu đồng khi đi mình bó bầu hút chậu ha. À, 4 tay, một cái chớp ngọn ha chú. Dạ. Ha, là 5. Dạ. Chơi số lẻ luôn ha. Cây rất là già cây. Cái này mình nuôi lâu lắm mà anh chị mới được cái tay cầm như vậy. Rồi, 5 triệu hả chú? Rồi 5 triệu. Dạ. Rồi, đổi giúp con luôn ha. Rồi. Cái đó thì mình chỉ cần nuôi cái mâm cho nó dày lên thôi chú ơi. Mâm thôi có sẵn. À, đây cây khế này khủng nha. Mà cũng là nó cũng còn nhỏ hơn so với mấy cái khế mình chưa quay nha. Dạ. Nó cây khế này cũng còn nhỏ hơn nhiều cây trong vườn mình đó. Rồi, nếu mà muốn cần cây to thì liên hệ. To liên hệ. Có cây to cho mình luôn. Mình có cây vài chục triệu nữa. Dạ đây, cái gần. Cái này già dữ lắm, già rồi nghe anh chị. Móc thích ở trơn rồi, nổi nè. Nó cạm ở trơn. Dạ, nù chú ha, cái gần nù. Cái gần. Nói chung là Hùng ở đây, Hùng Hằng là không bao giờ mua khế gần bẹ. Dạ. Cái gần bẹ ít, thì gần ít xài lắm. Cái chỗ này đúng như cái cọng dây này đời mô anh em, chỗ này nó bị dướng cái cành cái nó gãy rồi. À, nó có cái cành ra đây luôn nè, còn cái chân nè. Cái mình coi cọng dây đó sau này nó ra cái mình chỉnh sửa luôn. Chiều cao là 100 đi quý anh chị em. Rồi, 1 mét thân chính không chú ha. Thân chính. Thân chính. Rồi, cái tán ngang. Tán ngang có 100 luôn anh chị em. Tán ngang hiện tại 1 mét luôn. Mét luôn. Hơn 1 mét mà mình tính mét thôi. Cho nó chọn. Sẵn có hết thôi chú. Rồi, bây giờ mình đo 2-3 vị trí cho anh chị em tham khảo nha. Thân thì lắc lượng. Ừ. Rồi mình đo đây trước đi. Là 43. Tại vị trí này 43. Dạ rồi. Rồi xin xuống chút ha. Ở đây là 50. 50. Xuống tí nữa là cụ đặt đi. Ê cái cụ cụ đế nó đi. 118. Rồi 1m18 cho cái bộ cụ đế này. À. 8 à? Số 8. Một cây khế gân già. Dạ, cây này khá liền lạc chú ha, không có bị cái này, là không có, nó lành tích luôn á. Lành tích. Rồi cây mã số 8 Hùng xin báo giá cho quý anh chị em là 9.500.000 khi đi mình bó bầu hút chậu ha anh chị em. Cái cây này là đóng khung là chờ gần 1,5 triệu. Dạ. Cây này là đóng khung là chờ từ giá 1,5 triệu ăn lên đó. 9,5 triệu vẫn xếp toàn quốc cho mình. Vẫn xếp toàn quốc luôn. Cây này là phải nói là ok đó anh chị em, anh chị em có thiện chơi chứ vô chơi cái khế này nè. Bánh càm tới dưới gốc luôn ha. Nè. Rồi. Rồi, đổi cây luôn. Tiếp giúp con luôn ha. Rồi. 9,5 triệu. À, chỗ nào chưa rõ mình liên hệ với chú Hùng thêm ha chú. Liên kết bạn qua Zalo chú gửi hình thêm cho mình. Rồi. Rồi, tiếp chú ơi. Rồi, tiếp theo là cây nguyệt quế chân cành mình vô dây rồi ha. Chưa mình chờ nó chưa có tháo dây ra nghe anh chị em, nhưng mà nó sống khỏe đi nè chờ rồi đó. Nó xanh bây giờ. Con thấy nó rất là tốt vô ha. À, xanh mướt hết trơn ha. Xanh mướt trơn. Xanh bóng. Rồi. Cây thì cũng khá là dài nha. Dạ. Đó. Rồi, mình xin đo cho quý anh chị em xem tham khảo. Mình đo cái này là mình đo chữ cái lúc nào mình cũng đo chữ hao không nghe anh chị em, mình đo cái cốt ở dưới không à. Mình cũng có đo. Rồi 59 anh chị em ơi. Dạ. Chiều cao 59. Cái tán là 79. Tán 79. Cây một cốt chia ra ba cái chân cành của chú ơi. Cây này đẹp, cây này nuôi lâu. Bây giờ mình đo trên này trước đây, cái eo này nhỏ trước ha. 28. Rồi xích xuống đầu cô gậy. 39. 39. Rồi. Ừ,
là 110 cái dòng đế đó là 110 anh chị em ơi. Dạ. Cái này có sẵn chân cành hết chú. Cành rồi, cái gai này về là mình thay chậu chơi hả? Đệm dây lại tê tích nữa. Rồi đệm dây xi xương lại chơi à. Rồi mã số 9 Hồng Sinh báo giá cho quý anh chị em là 2.900.000 nha. Khi đi mình cũng bó bầu cút chậu ha. Khi đi về mình ốp cái tay vô chút là mình bó nha anh chị em. Là dây nè. Mình ốp vô dây vô gì đó. Dạ 2.900.000. Rồi. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi, bao ship không chậu chú ha. Không chậu, không chậu. Cây thuần chậu rồi chú ơi, cũng yên tâm. Nuôi được một thời gian. Rồi tiếp tục cây thần kỳ đi. Thần kỳ. Này mã số 10. Số 10. Một cây thần kỳ mình cắt tại bonsai chú ha. Dạ. Cây đang có trái chín đặc rất là đẹp, trái thần kỳ nó chín nha. Nó đỏ, cái màu đỏ nó rực rỡ. Ăn là ăn cái này là ăn chanh vô không biết chua. Dạ. Ai mà buồn buồn ăn vô là nó hết buồn đúng không chú? Ừ. Ăn vô là vui. Cái này mình cũng vô mình định hình nó rồi. Trái giờ là về đó, về là vừa chơi vừa ăn trái luôn. Dạ, rồi. Cây thần kỳ. Chiều cao là 59 nha quý anh chị em. Dạ, nói chung với chú nào chưa biết nó thần kỳ như thế nào thì mua về mình thử ha. 8.000 cũng 59 luôn. 59. Rồi 26. Dạ rồi. Củ đặc là như củ đặc. Nó có cái củ đặc. Củ đặc là 65 đi. 65. Rồi. Lúc nào mình cũng trừ heo. Này thì dễ cho cháu chứ ở trên này nó có chỗ này. Rồi chỗ này nó bị chấp cái da thôi chứ không có gì hết trơn á. Rồi nó cũng cuốn lại. Cuốn lại. Rồi cây mã số 10 Hồng Sinh báo giá chị quý anh chị em là 2.100.000 nha. 2.100.000. Rồi khi đi mình rút chậu mình bó bầu. Dạ. Cái này vừa chơi vừa ăn trái bên dèm ơi. Đây. Rồi xin phép đổi cây. Tiếp luôn. Tiếp theo là mã số 11 là cái gì? Trang cam nha dèm. Trang cam. Cam này là phải cam cà rốt hả chú? Rồi cam cà rốt. Một cây cam cà rốt. Cắt tàn đống lá. Tàng nó cũng đặc. Cây này mình cũng nuôi thần chậu rồi mình nhổ chậu bó bầu. Dạ rồi. Chiều cao là 60 quý chị em ơi. 8.000 của nó là 64. Dạ, cam cà rốt. Rồi mình đo tổng cái này. À 17. Dạ 17. Đế có nha anh chị em, đế dạ. Có hết. Cái này con thấy đế cũng đẹp. Ừ, đế đẹp. Rồi mã số 11 Hùng Sinh báo giá cho quý anh chị em là 450.000. Bao ship tới nhà quý anh chị em ha. 450 thôi ha. Rồi. Tôm có sẵn rồi. Đổi cây. Tiếp tục luôn. Tiếp theo là mã số 12. 12. Cây này nắng quá cho nên hoa buổi chiều chú nó hơi ngủ. Đó. Cái này là tối nay là mình tưới nước là sáng nó vô bông lại hả? Dạ. Nãy giờ mình để mình nắng á, mình nhổ bầu ra mình quấn á, mình để mình nắng á. Cái này thì già dữ lắm, già rồi. Quá già luôn. Cũng bán hữu nghị cho anh em chơi. Giá cũng mềm mềm thôi. Nứt giờ me hết rồi. Chiều cao là 60. 8 ngang là 55. Rồi, ngang rộng là 55. Đế là cục này anh em nè. Dữ lắm cái đế. Cái này bán giá hữu nghị cho anh em chơi. 10. Rồi 10, 18 đi. Dạ 18. Cái cũ nè. Cũ đặt đó nè. Cũ đặt của nó là 34. Dạ rồi. Rồi cái trang vàng mã số 12 Hồng Sinh báo giá cho bên em là 400.000 ha. Cũng 400 thôi chú ạ. 400 hả? Quá già, cây này không thích chơi tàn thì cắt xuống bonsai vậy bonsai. Đẹp của chú ha. Bonsai chơi cái lượng cành bay nè. Cành bay rồi dán trực lắc chứ cũng được hết trơn luôn. Nói chung trực lắc cũng được mà bay cũng được. Rồi xin phép đổi cây luôn. Thấy một cốt rồi nè, rất là già luôn. Rồi. Tiếp theo là mã số 13. 13 cũng là cái trang cam cà rốt. Cam cà rốt. Dạ. Tàn cũng khá mạnh ha.
mấy cây này mình nuôi hết trơn rồi. Cây này có hoành lớn á. Cây này hoành lớn. Rồi cái bầu thì nó có thể nghiêng nghiêng về mình trồng thì mình dựng cho nó thẳng thớm rồi lại. Cây này hoành lớn nghe quý anh chị. Rồi mình xin đo thông số chiều cao. Chiều cao là 79 anh chị em ơi. Dạ rồi. Tán ngàn là 65. Cái này cây cốt của nó là mình không có môi đó là 22 anh chị em. 22 chú ơi. Ừ, 22. Dạ. Dạ. Chung là cây này để y nguyên luôn, chưa rồi, có môi gì. Chưa có môi chưa gì chứ đó. Rồi mã số 13 học sinh báo giá cho quý anh chị em là 650.000 ha. 650. Dạ rồi, đổi giúp con luôn. Đổi cây. 14. Tiếp theo là 14. 14 cây. Cũng cây cam cà rốt luôn. Ủa cái này phải cam cà rốt hay cây? Cái này cây nó lại lại nghe cô chú, nó chuyển qua cái màu cũng như là đỏ vậy đó. Nhưng mà nó cam. Dạ. Cái này có cái củ cũng đẹp nó khéo. Cái này cà gót mà nó hơi đậm hơn cái cây nãy với dạ, chị em nó lai qua đỏ à, luôn rồi. Nó hơi đậm hơn cái cây vừa rồi. Rồi mình xin đo chiều cao. Chiều cao là 75 với chị em ơi. Dạ, cái tán là 60. Hoành là 16 nghe với chị em. Dạ rồi. 16 hoành. Rồi cây mã 14 này Hùng xin báo giá cho quý anh chị em là 450.000. 450. Dạ rồi, tiếp tục giúp con luôn. Cây màu này khá đặc biệt của chú, màu nó đậm. Tiếp theo là mã 15. Tím sen. Tím sen. Rồi, màu tím sen. Mà cũng dễ chơi nè em ơi. Dạ, tàn thì mình luôn chứ tàn mình đẹp lắm. Nuôi cây này là nói chung là mình nuôi mình tháo chậu ra không à. Chiều cao là 75. Cái form tán của nó là 70. Tại vì chiếc đo này là 18 nha anh chị em. Dạ. Tốt quá nè. Mã 15 này Hùng xin báo giá cho quý anh chị em là 400.000 thôi. 400. Có đế luôn chú ha. Đế đầy đủ nè, cộng ghép bành cứ ghi nè, bự hơn của ta nè. Bành kilo. Đây nữa nè. Để đế đều chân á, tại mình không có mồi á mà. Mình nuôi. Cành dày đặc. Rồi, chân cành thì dày đặc. Tím sen, màu rất là đẹp. Rồi, đổi cây. Dạ. Rồi, tiếp luôn. Này là 16 phải không? Nó mà mấy rồi. 16 á. 16, một cây trang vàng. Vàng cũng tàn đặc cứng hết trơn heo chứ. Cái này cũng thấy cái củ bệ dưới. Cái này dữ lắm mà, cái bệ nó dữ lắm rồi ạ. To. To lắm, cái này to mà cái tàn là khích gịch mình trơn rồi đó. Khích gịch. Dạ. Yeah. Rồi, mình xin đo chiều cao. Chiều cao là 55 anh chị em ơi. Cái phần tán của nó là 60. Dạ yeah, rồi, 55, 60. Cái này bự dữ lắm bự ạ. 26. 26 hoành. Dạ, cái cũ này là 26. 26 cái này là đế này nha anh chị em, đế dữ lắm ạ. Đế nó điêu quá chăng luôn. Cái cây trang này nó cũng già dữ lắm rồi. Nhìn rất là lực của chú ha. Đây. Rồi này cũng bó bầu cúc chậu khi đi bó bầu cúc chậu nha. Mã 16 Hùng xin báo giá cho quý anh chị em là 700.000 nha. 700. Dạ. Rồi xin phép đổi cây. Này cái cũng có một cặp trang vàng này nè. Này tiếp tục là mã 17. Mình chơi cặp luôn cho xứng luôn. Cặp vàng. À, 17. Cặp này nó cũng tương đồng nhau. Tàn như nhau luôn. Hai cái cốt này khá to luôn. Cốt thì nó già lắm, nứt da mẹ cho này anh chị. Phần chậu lâu rồi thôi. Thôi rồi, thôi rồi.
đất muốn hết đất, hết đất rồi. Này thay chậu là vừa lắm. Về là mình thay ấy, mình thay đất là mình chơi Tết luôn á. Dạ, trồng đất mới là cây này phát triển. Cây này thì mình nói rõ mình nuôi đó, chiều cao là 55 nha quý anh chị em. Rồi cái phân tán của nó là phân tán này là 70. Hai mươi lăm hoành anh chị em ơi. Dạ rồi, vị trí này là 25. Cũ thì chưa có môi luôn. Không có môi cũ. Sơ sơ vậy thôi anh chú ha. Rồi cái cây này mình cũng báo giá, cây 17 này cũng báo giá cho quý anh chị em là 700 ngàn. Khi đi mình cũng bó một chậu ha. Dạ, 700. Rồi, rồi đổi luôn. Tiếp theo là mã số 18. 18, một cây trăng đỏ. Đó, rực rỡ luôn. Đó, đó, trang một cốt không chú ha? Rồi, không cốt. Ha. Cây này cây già nữa, cũng già lắm rồi. Trang thì nói chung là dễ chơi lắm chú ha. Bông hoa rực rỡ quanh năm. À, chiều cao là 79 rồi anh em. Cái tán là 90. Dạ, rồi. Rồi cái thân mình tính cho 17 thôi. 17. Rồi. Cây mã 18 này, cái trang đỏ mã 18 mình xin báo giá cho quý anh chị em là 900 ngàn ha. 900 thôi em ha. À, chú ha. Rồi. Dạ rồi. 900. Rồi, rồi đổi giúp con luôn. Tiếp tục một cây trang đỏ khá là to như đầu clip. Rồi, rồi cũng ha. Có một để một cây cha, một cây trang đỏ vàng thông như vậy thì cũng có một vị khách đã chốt. Dạ. Rồi cái này là mã số 19. Là cây cuối luôn cho chú. Rồi, cây cuối. Cuối luôn ha. Một cây phom tàn thông. Một cây thông. Cây này cũng nó cũng tương đương với cây gòi, mà cái tàn cây này nó hơi, cái phòng nó hơi lớn, to hơn chút. To hơn chú ha. Rồi, to hơn cái cây vừa rồi, cái clip đang búp bông khá nhiều chú ha. Cây này cũng khá lâu lâu mới quay lại một cái cây một cốt tàn thông á như thế này. Trang. Trang thì ta cây cỡ bề lớn cũng mình cũng có, nhưng bụi cũng có luôn, bụi tàn tán 2-3 mét có luôn. Dạ. Rồi. Cái cây này chiều cao chắc 1m6 đi anh chị ơi. Dạ rồi, 1m6 đi. 6 7 gì đó, tính gì đi. Cỡ 1m7. Rồi cái phom tán của nó là 115. Tán này là nó lớn hơn cây vừa rồi. Dạ, phom tán 115. Rồi mình đo hai vị trí đi. Trên này cao trên này đi. Cao trên này cái là 16 đi ha. 16. Dạ rồi, xích xuống đây cái mình cũng không có mau nha anh chị em. Mình đo sát cái mặt này cái đi. Là 20 anh chị em ơi. Dạ 20. Rồi thốt một cốt là nhiêu chú? Đo giúp con luôn đi. Rồi là 35. Thốt thân 35 nha anh chị em. Thốt thân 35. Rồi. Rồi quay giúp con luôn. Quay. Mình làm một cái tàn thông ha. Phía dưới này mình có một cái cọng dây. Mình bệnh lên, bệnh dây mình đỡ lên đó. Đó. Cây okay. Thì một cốt sạch sẽ hết. Rồi sạch, không có thẹo dít gì hết. Rồi cây mã số 19 là cũng mã số cuối clip. Hùng xin báo giá cho quý anh chị em là cũng là 6 triệu đồng ha. Rồi mình cũng bao cho quý anh chị em toàn quốc luôn. 6 triệu chú ha. Rồi, cuối clip Hùng cũng xin chúc cho quý anh chị em xem kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây và cũng ủng hộ cho Hùng. Hùng rất là cảm ơn. Hẹn quý anh chị em clip sau. Dạ. Số điện thoại của Hùng là 0934911854 nha quý anh chị em. Dạ. Quý anh chị em có ưng ý thì cứ liên hệ chụp hình qua Zalo gửi cho Hùng. Dạ rồi, con cũng chào chú Hùng luôn. Rồi, xin chào. Chú đã dành thời gian theo dõi ha chú. Quý chú yêu mến chú Hùng, ủng hộ cho chú ha. Liên hệ qua số điện thoại trên màn hình. Con cảm ơn quý chú và hẹn gặp lại những clip tiếp theo.